tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu vai trò của quảng cáo trong marketing là như thế nào. Ngành quảng cáo nói chung được chia làm 4 nhóm chính. Nhóm thứ nhất đó là nhóm quảng cáo hướng đến sản phẩm. Đây là các loại quảng cáo cung cấp các thông tin cơ bản về một sản phẩm dịch vụ để cố gắng thuyết phục khách hàng mua sản phẩm dịch vụ đó. Thứ hai là nhóm quảng cáo hướng đến hình ảnh. Đây là các nhóm quảng cáo cung cấp thông tin về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi hay là những thành tựu đạt được của công ty với mục đích là nâng cao hình ảnh nhận thức của tổ chức đó chứ không phải là dùng để quảng cáo hay là quảng bá sản phẩm. Thứ ba là nhóm quảng cáo hướng đến vận động, gây ảnh hưởng với một đối tượng mục tiêu trên một số vấn đề như chính trị, xã hội hay là để thuyết phục cử tri đi bỏ phiếu cho mình hoặc ủng hộ chính kiến ý tưởng của mình, chính là nội dung của nhóm thứ ba. Cuối cùng là nhóm quảng cáo hướng đến cộng đồng, hướng đến các vấn đề mà mang lại những điều tốt đẹp hơn cho xã hội. Và đây là quảng cáo không vì lợi nhuận, trong nhiều trường hợp còn được tài trợ và không mất phí. Và trong phạm vi tìm hiểu, chúng ta sẽ chỉ nói về quảng cáo phục vụ cho mục đích marketing và kinh doanh, tức là sẽ chỉ tìm hiểu nhóm quảng cáo hướng đến sản phẩm, còn gọi là quảng cáo thương mại, commercial advertising. Và những video quảng cáo mà chúng ta xem trên TV hay là quảng cáo mà chúng ta gặp ở ngoài trời thì thực chất 90% thuộc loại quảng cáo thương mại này. Chúng ta hãy cùng xem lại định nghĩa chính xác về quảng cáo. Quảng cáo là hình thức truyền thông được trả tiền để thực hiện việc giới thiệu thông tin về sản phẩm, dịch vụ, về công ty hay là về các ý tưởng. Quảng cáo là hoạt động truyền thông gián tiếp giữa người với người mà trong đó, người muốn truyền thông phải trả tiền cho các phương tiện truyền thông đại chúng để đưa thông tin nhằm thuyết phục hay tác động đến người nhận thông tin. Có 5 đặc điểm để được công nhận là một hình thức quảng cáo. Quảng cáo là một hình thức truyền thông được trả tiền để thực hiện. Quảng cáo tiếp cận đến đại bộ phận khách hàng tiềm năng. Quảng cáo là một hoạt động truyền thông marketing phi cá thể. Nội dung quảng cáo nhằm thuyết phục hoặc tạo ảnh hưởng, tác động vào người mua hàng. Thông điệp quảng cáo có thể được chuyển đến khách hàng bằng nhiều phương tiện truyền thông khác nhau. Tóm lại, khi nói đến quảng cáo, bản chất là tự nói về mình, nói về thương hiệu, sản phẩm, dịch vụ mà mình bán ra và phải mất phí. Đôi khi chúng ta xem những đoạn phim ngắn, những clip hài hước có sự xuất hiện khéo léo của những hình ảnh sản phẩm hay logo của doanh nghiệp ở trong hay là ở cuối những đoạn video đó thì bản chất vẫn là quảng cáo. Bởi vì nó vẫn nói về mình, nhưng đi theo một cái cách khéo léo hơn để khiến khách hàng chú ý và thích thú. Thứ mà chúng ta hay nói đùa với nhau là rằng quảng cáo trá hình.